Thần đồng tiên tri Ấn Độ tiết lộ chính xác 100% về tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội này sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ bủa vây, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Kính thưa quý thiên chủ tuổi Đinh Mùi kính mến, trong cuộc đời này sẽ có những giai đoạn mà bạn bắt buộc phải đối mặt với những khó khăn, bế tắc, thậm chí là nghĩ đến việc muốn bỏ cuộc giữa chừng, muốn buông xuôi tất cả. Quả thực, thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng và không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Con đường đi đến thành công không bao giờ trải toàn hoa hồng, và muốn nếm trải trái ngọt thì bạn phải là người gieo hạt, kiên nhẫn chăm sóc cây từng ngày và kiên trì cho đến tận cùng. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã dự đoán ai khổ thì khổ, nhưng đối với tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nữ mạng, được trời phận thương tình, cát tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, vận số xoay chuyển càn khôn, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ. Về vận trình cụ thể của quý thiên chủ tuổi Đinh Mùi, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Ba cơ hội vàng trong năm đó là gì? Làm sao để giải hung, hóa cát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý thính chủ cùng theo dõi luận giải nội dung tin nhắn. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nữ mạng. Đinh Mùi hay còn được gọi với cái tên khác là Thất Quần Chi Dương, tức là con dê lạc bầy. Năm sinh dương lịch từ mùng 9 tháng 2 năm 1967 đến 28 tháng 1 năm 1968. Năm sinh âm lịch Đinh Mùi, thiên can Đinh, tương hợp Nhâm, tương hình Tân, quý, địa chi Mùi, tam hợp Hợi Mão Mùi, tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi, mang mệnh thiên hà thủy, nước sông thiên hà, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, tân cổ, xương con dê, tướng tinh con rồng. Cuộc đời được cậu tài cậu quý độ mạng. Đinh Mùi nữ mạng với nạp âm hành thủy, do can đinh hỏa ghép với chi mùi thổ, hỏa sinh nhập thổ, tức can sinh chi, tuổi Đinh Mùi là lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can mậu, kỷ, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc lớn của dòng họ, sinh vào hai mùa thu và đông là thuận mùa sinh. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, thuộc mệnh thiên hà thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ. Nước mưa hay diễn đàn một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy. Thứ nhất, xét về bản chất vòng tuần hoàn của nước thì hơi nước mỏng manh tinh khiết, ngưng tụ tạo thành nên nó không lẫn tạp chất dơ chọc. Thứ hai, nước của sông Ngân Hà trên thiên cung nó khác với nước ở dưới trần gian ở chỗ cao quý, thánh thiện hơn. Thứ ba, khi xét về thiên can địa chi, ta sẽ thấy can đinh âm hỏa, gặp chi mùi âm thổ, gốc sinh cho ngọn, nên tiềm tàng một nền tảng phúc đức rất dày. Dựa vào ba lý do trên, ta có thể thấy tuổi Đinh Mùi, mệnh thiên hà thủy, không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh, nên tuổi Đinh Mùi cực kỳ nhạy cảm, tinh tế, khi mưa gió càn khôn ảm đạm, nên thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi Đinh Mùi thuộc thổ, tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn, rất khó lý giải. Có thể nói, phụ nữ tuổi Đinh Mùi là người rất tốt bụng, họ dịu dàng thân thiện và có trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong công việc, con giáp này rất chu đáo, có chí khí mãnh liệt trong nghiên cứu, sáng tạo, song cũng có dã tâm lớn. Đinh Mùi sinh năm 1967, thích sống thành thực, có lòng chính nghĩa và có sự đồng cảm, thích đi du lịch đó đây, đặc biệt là phong cảnh sơn thủy hữu tình, rất hấp dẫn họ. Đa phần người tuổi Đinh Mùi có phong cách nho nhã, thích hài hòa với hoàn cảnh, có lòng khát khao gia nhập các đoàn thể. Số đông có nội tâm kiên định, khẳng khái và tràn ngập một chút tình yêu sâu sắc đối với những gì mà bản thân hứng thú. Cuộc đời của nữ Đinh Mùi được dự báo là có phần vất vả thời tiền vận. Ngay từ tấm bé, Đinh Mùi nữ mạng đã phải trải qua vô vàn khó khăn. Đến độ tuổi trung vận mọi sự có phần bình yên hơn, nhưng cũng không tránh khỏi phải lao đao vất vả,
chỉ đến khi Đinh Mùi bước sang là hậu vận thì mọi sự mới tiến triển tốt đẹp, được hưởng lộc lá, an nhàn, vinh hoa phú quý, con cái thì giàu sang thành đạt, sự nghiệp cũng hanh thông, mọi sự cát lành, thuận lợi. Tuy nhiên khối lượng công việc khá lớn, áp lực cũng nhiều, song đều may mắn được quý nhân tương trợ, đồng nghiệp giúp sức nên cuối cùng cũng hoàn thành được công việc một cách ổn thỏa. Quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp của tuổi Đinh Mùi nữ mạng rất tốt, tuy bản tính có đôi chút cố chấp nhưng trước bạn bè họ vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Gia đạo của nữ mạng tuổi Đinh Mùi hưởng được đầy đủ và tốt đẹp, vào thời nhỏ công danh có nhiều triển vọng, sang đến thời trung vận trở đi thì công danh rất vững, bạn có thể đoạt được thắng lợi bất ngờ. Sự nghiệp cũng vững chắc từ tuổi 40 trở lên và từ đó về sau, bạn yên tâm về sự nghiệp không bao giờ bị thăng trầm nữa. Về vấn đề tiền bạc cũng được tạo ra dễ dàng và bắt đầu hưởng được những điểm tốt vào số tuổi này trở đi. Tuổi Đinh Mùi nữ mạng được bà chúa Ngọc ban cho sức khỏe nên thể chất khá tốt, không phải là hạng dễ ốm đau bệnh tật. Tuy nhiên lại thường bị tổn thương về sức khỏe tinh thần nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là khi mùa đông đến, tiết trời lạnh lẽo có thể khiến bạn dễ sinh nhiều bệnh tật. Trong cuộc sống hàng ngày, cũng cần chú ý đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ sao cho hợp lý và khoa học. Vào các mùa khác trong năm thì sức khỏe không có gì đáng ngại. Số hưởng thọ trung bình từ 69 đến 85 tuổi là tối đa. Nếu làm phước, ăn ở hiền lành sẽ được tăng niên kỷ, còn làm điều gian ác sẽ bị giảm kỷ. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Đinh Mùi trong năm 2024, nữ mạng. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Đinh Mùi theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Đinh gặp Giáp, bình hòa, công việc tiến triển đều đều, cuộc sống ít biến động. Xét về địa chi, Mùi gặp Thìn, lâm cục diện xung thái tuế, một năm nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đón đương số ở phía trước, cục diện xấu tác động, khiến tâm tính thay đổi, bạn dễ nóng nảy, rồi gây ra hàng loạt rắc rối, tiền bạc vẫn có khả năng làm ra, như không nhiều, chật vật lắm mới kiếm được. Xét về ngũ hành, bản mệnh khắc chế lưu niên, sức khỏe giảm sút nhiều do có xu hướng ôm đồn quá nhiều việc. Tiểu kết, nhìn chung, nữ mệnh Đinh Mùi, sinh năm 1967, có một năm khá yên bình, mọi công việc đa phần tiến triển đều đều, ít biến động, chỉ cần bản mệnh làm tốt việc của mình thì không lo khó khăn ập đến. Tuy nhiên, có điều cần lưu ý, vì công việc vất vả nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm. Hơn nữa trong năm 2024 này, không nên tin tưởng ai quá mức, kể cả là người thân tín, kẻo bị lừa gạt. Thứ hai, xem tử vi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Đinh Mùi nữ mạng, gặp sao Thái Âm chiếu mạng. Sao Thái Âm tượng trưng cho mặt trăng, với ý nghĩa soi sáng tỏ tường, dù là nam hay nữ, nếu có sao này chiếu mệnh thì vận hội thành công như vũ bão. Năm có sao Thái Âm chiếu, chủ về danh lợi, cuộc sống sung túc và tràn đầy hạnh phúc. Nếu là nam giới, khi gặp sao này chiếu mệnh thì tiền tài công danh lẫn sự nghiệp rất phát triển, họ có nhiều cơ hội làm giàu trong kinh doanh cũng như có được sự giúp đỡ từ quý nhân. Nữ giới khi gặp sao Thái Âm thì sẽ có một năm tràn ngập niềm vui, sự nghiệp phát triển, làm gì cũng được thuận lợi trôi chảy, danh lợi lưỡng toàn và gia đình hạnh phúc. Đặc biệt trong năm này, cả nam và nữ nếu làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản như buôn bán nhà đất, sửa chữa, xây dựng sẽ nhận được nhiều cát lợi, từ đó thu bội về tiền bạc. Trong dân gian cho đến nay vẫn còn lưu truyền về tính chất sao Thái Âm qua bài thơ sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đau mắt chặt tay trẹo giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thiệt đôi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói nén vậy mà sau lưng, ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tốn sức ta mình có than, bản mệnh chẳng vững không an, phùng người phán phúc vu oan cho mình, đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Nhìn chung, những người được sao Thái Âm chiếu mạng sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển rực rỡ, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc đời tươi sáng. Tuy nhiên, nếu sao Thái Âm hãm địa, đồng cung với Văn Khúc thì phần lớn làm nghề tự do, sao này mất ánh sáng ở các con giáp Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. Trong khi đó, các con giáp Dậu, Tuất, Hợi, Tý là miếu địa, vượng địa và cung Sửu, Mùi có sao Thái Dương đồng cung là chỗ bình hòa, thêm cát tinh cũng tốt, gặp phá xung phá thì bất lợi. Ngoài ra, nếu so sánh âm ở cung Tật Ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, phong thấp, sa bìu, chướng nước, can vượng, tật mắt. Bên cạnh đó, sao sẽ tối kỵ đồng cung với sao Dương Nhẫn, tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ xung phá, nên phụ nữ trong nhà có hình khắc,
thương vong. Sao Thái Âm ở Điền Trạch, chủ về giàu có, nếu sống gần các vùng đất thấp, ít ánh sáng, gần sông, hồ, khe, suối, giếng nước thì tốt hơn. Vì vậy, trong năm được sao Thái Âm chiếu mạng, đinh mùi nữ mạng dù được thuận lợi, nhưng cũng không nên chủ quan, tiền tài dư giả, nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người. Vào tháng kỵ nhất là tháng 11 âm lịch, dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi, thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo, trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm, vì thế muốn phúc trạch kéo dài, mệnh chủ nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hạnh. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi đinh mùi theo niên hạn là huỳnh tuyền. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì huỳnh tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, khi gặp hạn này, gia chủ thường xuyên cảm thấy đau đầu và chóng mặt, xây sẩm mà không rõ nguyên nhân. Nhắc đến hạn huỳnh tuyền, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Trong 8 niên hạn chiếu mệnh thì huỳnh tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, khi gặp hạn này gia chủ thường xuyên cảm thấy đau đầu và chóng mặt, xây sẩm mà không rõ nguyên nhân. Song đó, đại kỵ làm ăn kinh doanh liên quan đến sông nước, đường thủy. Đặc biệt trong năm gặp hạn này, gia chủ không nên bảo chứng cho bất kỳ ai, không may sẽ nảy sinh chuyện bất lợi, tay bay vạ gió. Dưới đây là các hạn huỳnh tuyền thường gặp, mời bạn xem qua. Về sức khỏe, gia chủ gặp hạn này thường xuyên mắc phải triệu chứng đau đầu, chóng mặt mà không rõ nguyên nhân, điều này kéo dài dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, không những thế, còn ảnh hưởng đến kết quả làm ăn, kinh doanh. Về công việc làm ăn, tốt nhất khi gặp huỳnh tuyền, nữ mệnh tuổi đinh mùi, không nên đầu tư làm ăn liên quan đến sông nước, đường thủy. Khi được mời tham dự tiệc, ăn uống trên du thuyền hay du lịch biển, tốt nhất gia chủ không nên tham gia, đề phòng tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, cái chết. Trong cuộc sống, gia chủ không nên bảo chứng cho bất kỳ ai, trong giao tiếp cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, bởi không nặng thì nhẹ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện bất lợi. Song đó không nên cho người khác vay mượn tiền, không may tiền mất, nghĩa cũng không còn. Tiểu kết, có các tinh thái âm che chở, con giáp này đón nhiều tin vui trong năm 2024, tài lộc đủ đầy, gia đạo sung túc, nhờ vậy đời sống tinh thần của bản mệnh được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên gặp hạn huỳnh tuyền, đương số cũng nên chú ý tới phương diện sức khỏe, kẻo đổ bệnh bất chợt, sẽ gây ra nhiều bất lợi cho cuộc sống, thậm chí hao tốn tiền bạc để chạy chữa. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi đinh mùi nữ mạng. Năm 2024, tuổi đinh mùi nữ mạng gặp vận niên long đắc vũ, tức là rồng gặp mây, tốt. Vận niên long đắc vũ còn được gọi là long ngộ vân, dịch nghĩa là rồng gặp mây, công việc hay làm ăn của người này có cơ hội đưa tới, giúp phát huy được khả năng. Theo tử vi 2024, nữ mệnh tuổi đinh mùi thấy môi trường bản thân sinh hoạt phù hợp nên có được thành quả tốt, năm này bản thân sẽ dự báo thay đổi cuộc sống. Tuy vậy là thay đổi theo chiều hướng nào, còn tùy vào chính vận thời của chủ mệnh, công việc hoặc tiền bạc phát triển tốt nếu bản thân luôn giữ tâm thiện và làm việc cẩn trọng. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi đinh mùi nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi đinh mùi không phạm tam tai năm 2024, báo hiệu một năm bình lặng, gia đạo hài hòa. Kim lâu năm 2024. Tuổi đinh mùi không phạm kim lâu, có thể tiến hành mua hay xây dựng nhà cửa hoặc đứng tên làm việc quan trọng trong gia tộc. Hoang ốc năm 2024. Tuổi đinh mùi không phạm hoang ốc, làm nhà thuận lợi. Tiểu kết, năm 2024 nhìn chung là một năm yên bình với nữ mệnh tuổi đinh mùi, bản mệnh được sống trong sự yêu thương của các thành viên trong gia đình. Nếu có ý muốn tiến hành các việc lớn như mua bán, xây dựng nhà cửa thì có thể tiến hành, song đừng nên cố gắng quá sức, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi đinh mùi, nữ mạng. Có thể nói rằng, năm 2024 là năm khá bình yên với nữ mạng tuổi đinh mùi, quan hệ gia đình hài hòa, khiến bạn luôn tìm thấy niềm vui cuộc sống, các mối quan hệ xã giao cũng tương đối thuận lợi. Bạn ít vướng phải mâu thuẫn tranh cãi, công việc tiến triển ngày càng thuận lợi, tiền bạc thu về nhiều hơn trước, chỉ riêng việc đầu tư, kinh doanh là cần cẩn trọng, kẻo rơi vào cảnh tốn tiền hao của. Về mặt sự nghiệp, tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển,
hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa, con giáp này thúc đẩy tinh thần, nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa, nhanh hơn. Về mặt tài lộc, xem tử vi 2024 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Đinh Mùi chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2024 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp, đúng như mong muốn của Đinh Mùi. Đặc biệt, người kinh doanh, buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn, trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn, hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Đinh Mùi choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác, chưa chắc bạn cũng đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Đinh Mùi thu đầy tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến hợp lý và an toàn nhé. Về mặt tình cảm gia đạo, đáng buồn là con đường tình cảm gia đạo của người tuổi Đinh Mùi lại phủ một màu ảm đạm, ngũ hành tương khắc ảnh hưởng đến cả những người đã lập gia đình cũng như những người còn độc thân. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp, ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng, nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, có thể những khác biệt thế hệ, khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong nhà. Tuy nhiên, chỉ cần bản mệnh bình tĩnh lại suy xét vấn đề và bao dung hơn thì mọi việc đều có cách giải quyết. Hãy tâm sự với người thân nhiều hơn, hay đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên cũng khiến tình cảm gia đình thêm gắn kết yêu thương. Quý mệnh chủ Đinh Mùi nhé. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Mùi nữ mạng trong năm 2024 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao Dịch Mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại chạy ngược chạy xuôi, giải quyết công việc, nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Vì vậy bản mệnh cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý để cân bằng cảm xúc và tinh thần. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh, chủ về tăng sự Đinh Mùi nên chú ý nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Đinh Mùi, sinh năm 1967. Đầu tiên là cách kích hoạt các tinh của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm đương số nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, tô bát xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng hoặc nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bản mệnh gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác, thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh,
dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. 2. Cách hóa giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá tìm hiểu các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra, làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tay bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Trên hết, cách giải hạn huỳnh tuyền hiệu quả chính là cần giữ cho mình tâm ý thiện lành, luôn hướng về những điều thiện, việc tốt, tu tâm dưỡng tính, giúp đỡ người khác, là cách để chủ mệnh thích đức, cải tạo số mệnh, nhờ vậy mà những rủi ro khi đi vào bản thân cũng đỡ nguy hại hơn, có khả năng xuất hiện quý nhân ra mặt giúp đỡ. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Đinh Mùi, nữ mệnh, trong năm 2024 này. Cuộc sống này là của bạn, con đường đang đi cũng chính là do bản thân mình chọn, dù có khó khăn như thế nào thì cũng phải cố mà bước đi, bạn biết đấy. Nếu không bước về phía trước thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được con đường đó có những gì đang đợi bạn, không phải lựa chọn nào cũng đúng, không phải việc gì cũng thành công. Chỉ có tiếp tục bước mới biết được, vì nếu không ngay cả nhận lại thất bại bạn còn không có tư cách, chứ đừng nói gì đến hai chữ thành công. Quả đúng là như vậy, có nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn vươn lên thì mới mong có thành quả tốt đẹp đến với mình. Dưới đây là 8 điều để trở thành người tốt và thành công hơn, theo lời Phật dạy. 1. Phúc hậu. Hậu đức tại Phật, con người có đức hạnh thì không có việc gì không gánh vác được. Nhà Phật lấy phúc làm đầu, ở đầu làm gì cũng hướng tới cái phúc. Muốn trở thành người tốt chân chính, trước tiên là phải có phúc hậu, đối đãi với người trên kẻ dưới hòa nhã, hiền hậu. 2. Lương thiện. Ban ngày không làm chuyện khuất tất, ban đêm không sợ ma gõ cửa, nhà Phật hướng thiện, lấy lương tâm làm thước đo của một người. 3. Giữ chữ tín. Người có tín thì vạn người tôn trọng, người bất tín thì vạn người khinh khi, làm người lấy chữ tín gian mình, không dối trá, thất hẹn với người khác, chính là tiêu chuẩn Phật dạy làm người tốt. 4. Khoan dung. Khoan dung chính là vĩ đại, làm người không nên chấp nhận thất bại, mà phải có cái nhìn thoáng rộng, sẵn sàng tha thứ cho sai lầm, để giáo hóa cái sai bằng tấm lòng. 5. Thành thật. Điều cơ bản này hẳn ai cũng biết, thật thà là cha giả dối, làm người phải đàng hoàng, thẳng thắn, kẻ lươn lẹo, dối trá, tất bị quả báo. 6. Khiêm tốn. Phật dạy làm người tốt, tức là không được ngừng tu dưỡng, cố gắng luôn kính trên nhường dưới, thắng không kiêu, bại không nản, khiêm cung giữa mình. 7. Chính trực. Người sống ở đời phải chính trực, không rèm pha xua nịnh, dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đấu tranh vì lẽ công bằng. 8. Kiên trì. Phật dạy làm người tốt và thành công hơn trong cuộc sống thì phải thật kiên trì, dũng cảm đối diện, không nao núng, chỉ cần tu dưỡng tốt, công lao không bao giờ phí. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.